Phước đức nhân duyên bởi tại người, luật đời nhân quả có lâu rồi, lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba. Chớ tưởng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì, trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn. Đây cũng là thời điểm vật đổi sao rời, chuyện cảnh thay hình cho quý bạn mệnh, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà như thác lũ, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ, muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Lỡ mang số kiếp bọt bèo nên là chẳng dám đua theo mọi người, chỉ mong duyên phận mỉm cười, cho em được sống thành thơi an nhàn. Kiếp người có hợp có tan, trước sau em sẽ về làng quê em, sống cùng với mẹ bình yên, quanh năm suốt tháng được bên mẹ hiền. Giới tử vi tiết lộ, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, lén làm điều này sẽ gặp nhiều may mắn, tiền bạc hanh thông, đổi đời giàu nhanh chóng mặt trong 3 tháng, tháng 6, tháng 7 và 8 âm lịch. Thưa quý anh chị tuổi Tân Hợi thân mến, chúng ta đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống, những niềm vui và nỗi buồn, những lúc đỉnh cao và cả những khi rơi xuống vực sâu. Đã có những khoảnh khắc hân hoan máu lửa, nhưng cũng không ít lần chúng ta cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Cuộc hành trình tam tai trong 3 năm qua quả thật đầy thử thách và gian nan, nhưng cũng là hành trình của sự lột xác, đem đến sự thay đổi không chỉ về thân thể mà còn về tinh thần cho những người tuổi Tân Hợi. Theo những luận giải chính xác gần đây, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch tới sẽ là thời điểm thịnh vượng nhất cho Tân Hợi. Đây là giai đoạn mà cơ hội của cải và sự giàu sang sẽ đến với chúng ta. Một số ít cá nhân thành công có thể do may mắn, nhưng phần lớn thành công là kết quả xứng đáng từ sự nỗ lực. Vì thế, quý anh chị không cần ngạc nhiên khi tiền bạc bắt đầu dồn về, khi cầm trong tay số tiền đáng mơ ước. 3 tháng tới sẽ là thời điểm để những người sinh năm 1971 tự hào về những thành quả đã đạt được. Muốn biết cụ thể và chi tiết hơn về những thay đổi này, hãy cùng Minh Đường Tử Vi lắng nghe những lý giải từ các cao nhân qua video dưới đây. Thưa quý anh chị tuổi Tân Hợi thân mến, khi một người bước qua tuổi trung niên, con cái của họ cũng đã bắt đầu trưởng thành, độ tuổi này là giai đoạn chín chắn của cuộc đời. Cần phải cư xử chuẩn mực sao cho trên dưới kính nể, người xưa đúc kết lại 3 thứ người ta không nên bộc lộ ở độ tuổi này cần hết sức lưu ý. Khổng Tử đã từng nói, 50 tuổi đã biết mệnh trời, điều này có nghĩa là khi đã ở độ tuổi 50 thì người ta nên biết thuận theo sự an bài của số phận, không nên tranh giành những điều vô ích, mà hãy học cách sống thuận theo lẽ tự nhiên để bình yên nhất. Người ở tuổi ngoài 50, nếu vẫn nông nổi, không biết kiềm chế cảm xúc, không thể từ bỏ lợi danh, thì khó có thể trở thành tấm gương cho người trẻ. Vì vậy sau 50 tuổi, bạn càng nên giữ kín 3 điều này. Hơn nữa, nếu ngoài 50 tuổi mà vẫn không thể kiềm chế cảm xúc, không thể từ bỏ một số thứ, ở tuổi này vẫn muốn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, thì theo lời cổ nhân gọi đó chính là người bất tài. Vì vậy, khi đã ngoài 50, chớ nên bộc lộ 3 thứ sau mới có thể khiến trên dưới nể phục. Thứ nhất, giữ kín các mối quan hệ bạn bè. Không thể phủ nhận rằng, những mối quan hệ xã hội đem lại cho chúng ta sự thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Người ở tuổi 50 chắc chắn có không ít mối quan hệ. Tuy nhiên, bạn thực sự không cần phải thể hiện với mọi người những mối quan hệ rộng rãi của bản thân. Nếu ở độ tuổi 30, người ta thích trò chuyện với người khác và sẵn sàng nói về những mối quan hệ đang có và những người khác cũng vậy. Ai cũng muốn sẵn sàng kết bạn nhiều hơn, người ta thường nói, nhiều bạn sẽ tạo ra nhiều con đường, nhưng khi đã ngoài 50 thì người ta nên lựa chọn vào những người bạn chất lượng thay vì có nhiều bạn mới. Ở độ tuổi này, chúng ta cần người chia sẻ, tâm sự hơn là giao thiệp công việc,
Vì vậy nên lựa chọn một vài người bạn tốt để đồng hành trong tương lai. Khi đã ngoài 50 tuổi thì chúng ta nên lựa chọn những người bạn chất lượng thay vì có nhiều bạn mới. Thứ hai, giữ kín chuyện tiền bạc của cải. Người bước qua tuổi 50 chắc hẳn đã có sự tích lũy nhất định về tiền bạc của cải. Trong xã hội ngày nay, sự giàu có giống như một biểu tượng của địa vị xã hội, là một chỉ số quan trọng đánh giá mức độ thành công của một người, nhưng không phải lúc nào tiền bạc cũng có thể đại diện cho một người. Đứng trước những người trẻ tuổi hơn khoe khoang tiền tài, địa vị sẽ gây ra sự khó chịu và tật đố kỵ, điều đó ảnh hưởng tới sự tôn trọng của mọi người dành cho bạn. Thứ ba, đừng vũ lực. Những người ngoài 50 tuổi cần có thái độ, ứng xử chín chắn và thận trọng hơn trong mọi mối quan hệ. Quan trọng nhất là bạn không còn trẻ để giúp đỡ người khác nữa. Ở tuổi 30, người ta có sức khỏe, có thể dùng sức khỏe để chiến đấu. Nhưng bước qua tuổi 50 bạn cần suy nghĩ thận trọng trước mọi vấn đề trước khi hành động. Mỗi lứa tuổi có những khí chất riêng, được hình thành qua từ sự tích lũy kinh nghiệm qua thời gian. Cũng giống như một cái cây, kinh nghiệm sống của một người sẽ không những nâng cao, phát triển cành lá riêng, ứng xử phù hợp, ôn hòa, hợp tình hợp lý, thì người ở độ tuổi 50 tự nhiên sẽ có được sự kính trọng yêu quý từ những người xung quanh. Đầu tiên là tính cách vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971. Đa phần người tuổi Tân Hợi có vẻ ngoài nhàn nhã thanh thản, dường như không bao giờ vướng bận buồn phiền bất kỳ điều gì. Tân Hợi hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản tuổi Tân Hợi luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của mình, dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống. Họ cũng không bao giờ than phiền hay làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung quả quyết. Trong con mắt của mọi người xung quanh tuổi Tân Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng. Họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai, dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Tân Hợi. Sự thật thà chân thành giúp người tuổi Tân Hợi 1971 xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Tuổi Tân Hợi cho dù đi tới đâu cũng có kẻ yêu người mến, thế nhưng những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo phô trương, ngược lại, lúc nào họ cũng khiêm tốn và rụt rè. Bình thường tuổi Tân Hợi là những người không thích tranh chấp đôi co với người khác, nhưng nếu vượt qua giới hạn chịu đựng họ sẽ nổi giận lôi đình. Tuy nhiên, trạng thái ấy sẽ nhanh chóng qua đi và tuổi Tân Hợi sẽ không để bụng thù hận bất kỳ điều gì. Bạn sẽ rất may mắn nếu có một người bạn tuổi Tân Hợi. Họ sẽ luôn lắng nghe chia sẻ bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn rắc rối hay buồn phiền. Tuổi Tân Hợi nam mạng là những người nhiệt huyết và yêu gia đình, giống như tính cách dữ dội và phóng khoáng. Họ có đam mê công việc và cả tình yêu. Tân Hợi nữ mạng thì là người sôi nổi hóm hỉnh, yêu gia đình và chăm sóc những người khác, là những người nội trợ trong gia đình lý tưởng. Tuổi Tân Hợi cũng có không ít lần mất mát tài sản. Vì sự cả tin của mình, trong công việc họ rất chuyên tâm, một khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ dồn hết tâm trí và sức lực vào công việc. Tuy nhiên, thì đôi khi ý chí chưa vững vàng, nên gặp trở ngại dễ nản lòng thoái chí, dễ chịu ảnh hưởng bởi dư luận, thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân. Lời khuyên dành cho tuổi Tân Hợi là hãy vững lòng học cách bảo vệ quan điểm của mình, tuy nhiên đừng quá bảo thủ mọi chuyện đều theo ý của mình, thì rắc rối nhỏ sẽ biến thành phiền phức to. Khi có vấn đề quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh đầu óc tỉnh táo, biết bàn bạc thương lượng với mọi người để tìm ra cách giải quyết khắc phục hậu quả tốt nhất. Tuổi Tân Hợi sẽ có được quyền chức trong tay nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn. Có điều may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Có nhiều người tuổi Tân Hợi có tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo tỉ mỉ mọi chuyện. Bạn biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang không phiền không loạn. Khi khó khăn sẽ được quý nhân giúp sức, bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào. Cha mẹ là người thẳng thắn chính trực yêu thương con cháu, từ tấm bé con giáp này được cha mẹ bao bọc rất nhiều. Tuổi Tân Hợi tính tình hiền lành có nhiều tài lẻ, tuy rằng không có nhiều quyền thế trong tay, nhưng có thiên hướng phát triển về văn học nghệ thuật có thể thành công. Tân Hợi có nhiều tham vọng lớn, nhưng đôi khi hay chần chừ, có gan nghĩ nhưng không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn. Xét về trung vận thì không tốt bằng hậu vận, cuộc đời của họ có vận mệnh chia làm nhiều tầng. Tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình khá vất vả. Trung vận phải dựa vào sức mình vượt khó khăn để có được điều mình muốn. Cuộc sống bận rộn không lúc nào ngơi tay. Hậu vận có chuyển biến lớn, có thể an nhàn hưởng phúc. Con cháu hiếu thuận, có rất nhiều người tuổi Tân Hợi có học sâu hiểu rộng, là nhân tài hiếm có. Tuy nhiên, họ lại là những người trọng tình cảm có phần thiếu ý chí và nghị lực nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có chí tiến thủ họa phúc vô thường dễ an phận, vận mệnh thăng trầm khó an định.
tính cách của Tân Hợi cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Tuổi Tân Hợi nếu thay đổi suy nghĩ, có nỗ lực, có cố gắng thì tất sẽ có thành công. Nếu sống thờ ơ, không có chí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội khó gây dựng sự nghiệp, cuộc sống khá vất vả, tới năm tháng tuổi già mới được an nhàn. Tuổi Tân Hợi cũng có những người khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà, là người có lòng tự trọng cao. Danh lợi song toàn cả đời chẳng cần lo lắng gì nhiều, họ có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Tuổi Tân Hợi sớm từng trải có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm, số phận long đong lận đận. Nếu không có nghị lực thì khó mà có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang phú quý hơn người. Sức khỏe của tuổi Tân Hợi không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng trong năm 2024 này, nhưng vẫn nên chú ý chăm sóc, đặc biệt bạn nên cân bằng giữa cuộc sống, nghỉ ngơi nhiều hơn kẻo ngã bệnh lúc nào không hay. Theo dõi vòng trường sinh của 12 con giáp nhận thấy, bước sang 3 tháng, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, anh chị tuổi Tân Hợi sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định. Nhưng chỉ cần bản mệnh quyết tâm nỗ lực và nắm bắt được những gì mà Minh Đường Tử Vi sắp chia sẻ dưới đây, sẽ có cơ hội cải vận, lội ngược dòng thành công, cụ thể như sau. Tử Vi tháng 6 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Hợi lâm tượng tương hại báo hiệu vận trình sự nghiệp vất vả, có điểm tiểu nhân quấy phá, hành sự thận trọng, ăn nói giữ mồm giữ miệng kẻo vướng vào họa thị phi, ảnh hưởng uy tín. Nguyệt lệnh lâm tuyệt, báo hiệu công việc chưa thể ổn định vẫn bấp bênh, cần thời gian để phấn đấu và điều chỉnh, nhất là những ai vừa mới thay đổi công việc cần tập trung tinh lực học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, đừng ngựa non háo đá mà hỏng việc. Bên cạnh đó, cần chủ động xông xáo hơn nữa trong các tình huống, cân bằng yếu tố tâm lý, hành sự thận trọng. Tháng này, Lộc Nguyên cung của tuổi Hợi xuất hiện dịch mã động tinh có dấu hiệu thăng tiến, quan trường, thương trường đều thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, để có được thành công bản mệnh phải đánh đổi khá nhiều, tốn nhiều mồ hôi công sức mới có được. Tài lộc khá vượng, thứ tài đắc lợi, đầu tư thu lời, nhưng kỵ tham lam kẻo tham thì thâm. Hơn thế, trong tháng 7 âm lịch được coi là tháng cô hồn, nên thận trọng trong đầu tư hợp tác làm ăn. Về sự nghiệp, xem bói tử vi, dưới sức ảnh hưởng khá lớn từ cục diện Thân Hợi tương hại, công việc của người tuổi Tân Hợi tuy có thể gặt hái thành công, nhưng đa phần phải vất vả bon chen, chịu áp lực tứ phía và phải đánh đổi khá nhiều. Đầu tháng công việc được thi triển thuận lợi hơn đôi chút, lúc này mệnh chủ được thiên đức quý nhân phù trợ, thúc đẩy suy nghĩ thông thoáng, hành sự quyết đoán, có thể ký kết hợp đồng, giao kèo hợp tác thành công. Càng về cuối tháng vận trình lâm tuyệt nên vận khí càng giảm, có việc gì quan trọng hãy tiến hành trước, tỷ lệ thành công cao hơn. Cục diện tương hại mang tới điềm báo về cạnh tranh đố kỵ, họa thị phi, công việc khó tránh lúc xảy ra mâu thuẫn bất đồng trong nội bộ, nhưng điều nó theo hướng tốt xấu ra sao lại do chính bạn. Nếu nhìn mọi việc thoáng hơn, cởi mở hơn, bạn sẽ càng dễ dàng tìm ra cách tháo gỡ. Ngược lại, chỉ biết suy tính lợi ích cá nhân, để thói đố kỵ hoành hành, bản mệnh tự chuốc lấy rắc rối. Thời gian này, những ai vừa mới bắt đầu công việc mới, mọi thứ chưa thể ổn định ngay được, cần thời gian để thích nghi chứ đừng vội vàng hấp tấp mà gây họa. Hãy dành nhiều thời gian để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm hơn là tọc mạch vào đời tư người khác, họa thị phi ắt sẽ bị thổi bay. Bên cạnh đó, tuổi Hợi cần xông xáo và chủ động hơn trong mọi việc, đừng để phải đợi đến khi người khác giao phó, chỉ bảo mới làm, bởi như vậy thành công mà bạn có được mãi chỉ đứng sau người khác. Dù bị tiểu nhân trong bóng tối vây hãm, nhưng tuổi Hợi không hề nao núng, bản mệnh có dịch mã động tinh thúc giục hành động, cơ hội thăng tiến nơi quan trường vẫn còn đó. Nhanh chóng nắm bắt để tiến về đích một cách ngoạn mục ít ai ngờ tới, dẫu sao thành công mà bạn có được đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, vì thế đáng để tự hào về chính mình. Có điều cần lưu ý, tháng 7 âm lịch được cho là âm khí vượng, thời điểm ma quỷ hoành hành, tháng 7 cô hồn. Tháng ma thần quỷ quái bắt đầu, có thể gây ra những bất lợi đối với mọi việc, làm gì cũng phải thận trọng quý anh chị nhé. Về tài lộc, biết nắm bắt thời cuộc chính là sức mạnh của người tuổi Hợi, vẻ ngoài trông bạn có vẻ thờ ơ thế thôi, nhưng thực chất bên trong ngọn lửa tham vọng luôn âm ỉ, chỉ trực chờ thời cơ là bùng cháy. Tháng này công việc có thăng, có trầm, lúc vất vả khi lại thảnh thơi, nhưng nhìn chung lại tài lộc vẫn tiến triển theo hướng thuận lợi, người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định năng lực bản thân. Bằng cách xử lý nhanh gọn những tình huống bất ngờ xảy ra, nhanh chóng ghi điểm với lãnh đạo cũng là cách dễ dàng có được đề xuất tăng lương như ý. Người kinh doanh buôn bán có một tháng nhiều thăng trầm, thương trường như chiến trường, cạnh tranh đầy rẫy, khó khăn trùng trùng, thế mới nói lửa thử vàng. Gian nan thử sức, hãy mạnh dạn làm điều bạn mong muốn, kết quả cuối cùng không quan trọng bằng quá trình phấn đấu và kinh nghiệm tích lũy được, bạn nên nhớ kỹ điều đó. Đầu tháng tình hình buôn bán khá khẩm hơn, lợi nhuận không tồi,
chi tiêu không quá eo hẹp, thứ tài trong tháng khá vượng, đồng nghĩa với vận may tài chính của bạn không tồi. Có thể tiến hành đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất, tuy nhiên, cuối tháng có thể phát sinh biến động, cẩn trọng trong đầu tư, càng hạn chế càng tốt, tránh rủi ro xảy ra. Có quan điểm cho rằng, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, âm khí vượng, không tốt cho các hoạt động cầu tài, thực hư chuyện này ra sao chưa ai rõ. Nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nhắc nhở bản mệnh hành sự thận trọng, cẩn tắc vô ưu, xem tử vi hàng ngày để chủ động nắm bắt vận trình tài lộc. Về sức khỏe, sang tháng Nhâm Thân, Hợi Thủy được thân kim dưỡng, thể lực cường tráng, hầu như không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng về phương diện sức khỏe. Sang tiết Lập Thu, tiết trời cũng bớt oi bức, bản mệnh ăn uống ngon miệng hơn, ngủ nghỉ cũng điều độ, nên sức khỏe duy trì bình ổn. Tuy nhiên, áp lực công việc cũng như những biến động về tài chính, sự nghiệp mà bản mệnh phải đối mặt trong tháng khá lớn, tinh thần khó tránh sự căng thẳng, ảnh hưởng gián tiếp tới tình trạng sức khỏe, học cách cân bằng mọi việc, suy nghĩ tích cực và hành động quyết đoán hơn. Bạn sẽ dễ dàng làm chủ cảm xúc, không để nó chi phối quá nhiều gây tổn hại cả tâm sinh lý. Luyện tập thể thao cũng chỉ là một phần rất nhỏ góp phần tạo dựng một cơ thể khỏe mạnh. Chế độ ăn uống mới quyết định tất cả. Chính vì vậy, những ai đang có xu hướng tăng cân, béo phì, cần nhanh chóng thay đổi thói quen ăn uống, thay đổi thực đơn bằng những món thanh đạm, nhiều chất xơ hơn là đạm, chất béo. Trong tháng 6, tháng 7 âm lịch tháng cô hồn, âm khí vượng, người thể chất yếu, đang mắc bệnh hoặc phụ nữ mang thai cần hạn chế đi tới những nơi hẻo lánh, ra ngoài vào ban đêm hoặc sáng sớm, tránh bị nhiễm âm khí, hàn khí, đều có thể gây bất lợi cho sức khỏe. Tử vi tháng 8 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, bước sang tháng 8 âm lịch, hôn nhân cung lâm thai tự vận, tình cảm của tuổi Hợi hạnh phúc mỹ mãn, gia đình hòa hợp nhiều niềm vui, vận đào hoa vượng, có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen đối tượng khác giới, cần giữ đầu óc tỉnh táo, đừng kích động quá mức mà hỏng chuyện. Sự nghiệp phát triển ổn định, dần đi vào giai đoạn hưng vượng, tuy vẫn xuất hiện khó khăn nhưng đều giải quyết thuận lợi, không ảnh hưởng đại cục. Cùng lúc có tả phù và thiên vu giúp sức, bản mệnh giải quyết công việc đâu ra đó, được cấp trên trọng dụng, giao phó trọng trách. Nguyệt mã mang tới tin vui tăng tiến tài lộc, công danh hiển đạt, tài lộc vượng, lợi cho chính tài. Thứ tài cũng có thu nhập nhất định, nhưng không nên đầu tư, đầu cơ hay cờ bạc đỏ đen, đề phòng tiểu nhân lừa đảo. Về mặt sức khỏe, Hợi Thủy không mắc bệnh tật nghiêm trọng, nhưng cần chú ý dưỡng sinh mùa thu hợp lý, hạn chế giảm các uể oải, mệt mỏi. Bên cạnh đó, chú ý ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh, có thể gây tai nạn bất ngờ. Về sự nghiệp, xem tử vi tháng bước sang tháng 8 âm lịch, người tuổi Hợi được nhiều cát tinh chiếu rọi, lại được Dậu Kim trường sinh, vận trình sự nghiệp hanh thông thoáng đạt, hứa hẹn gặt hái nhiều thành quả lý tưởng. Công việc tuy nhiều nhưng bản mệnh giải quyết đâu ra đó, được cấp trên khen ngợi, cấp dưới nể phục. Ai bảo người tuổi Hợi là lười nhác nào, vẻ ngoài bạn tỏ ra bất cần thế thôi, nhưng thực chất bên trong lại tâm ngầm mà đấm chết voi. Một khi tuổi Hợi đã xác định mục tiêu phấn đấu rõ ràng, họ cứ thế tiến thẳng về phía trước, cảm giác như không gì có thể ngăn cản nổi bước tiến của họ. Được nguyệt mã chủ mệnh, tài năng của người tuổi Hợi được khai thác triệt để, bản mệnh sẽ phát hiện ra những điều thú vị, khả năng tiềm ẩn trong chính con người mình. Nắm được thế mạnh, biết cách triển khai và biến nó thành công cụ để phát triển sự nghiệp, đường công danh, quan lộc càng thênh thang rộng mở. Bên cạnh đó, thiên vu cát tinh cũng mang tới điềm báo về sự sinh trưởng, thăng tiến trong sự nghiệp, bản mệnh thông minh, ham học hỏi, có tài ăn nói nên thường được giao phó nhiệm vụ quan trọng, có thể là chủ trì một buổi hội thảo, hội đàm, ký kết hợp đồng. Với sự nỗ lực của chính mình, bạn sẽ có được thành công xứng đáng, dù đang đứng ở thế thượng phong với nhiều cát khí vây quanh. Nhưng nhắc nhở tuổi Hợi đừng chủ quan khinh suất, thiên cầu xuất hiện không những gây hại về phương diện sức khỏe, mà còn khiến tinh thần bản mệnh dễ sa sút, vui đó, nhưng lại buồn man mác ngay được. Hung tinh này còn tiềm ẩn kẻ tiểu nhân phá đám, tai tiếng thị phi, vì thế, cần phải hành sự thận trọng, làm việc quang minh chính đại, không hổ thẹn với bản thân và người khác. Về tài lộc, được tả phù như cánh tay trái đắc lực hỗ trợ con đường kiếm tiền làm giàu của người tuổi Hợi thêm phần thuận lợi, tài lộc đang khởi vượng, lợi cho chính tài, thời điểm này bản mệnh cần tập trung làm tốt công việc chính của mình, không cần lan man hay kiêm nhiệm quá nhiều việc khác, nên nhớ quý hồ tinh bất quý hồ đa, chất lượng cần được chú trọng hàng đầu, kế tiếp mới là số lượng. Tuổi Hợi cũng khá tham công tiếc việc, nên đa số vẫn dành thời gian làm thêm nghề tay trái, nhìn chung, thứ tài trong tháng khá vượng, bản mệnh có thêm thu nhập, chi tiêu thoải mái hơn hẳn, tuy nhiên, không nên đầu tư mạnh vào các hạng mục mạo hiểm hoặc lãi suất cao, nhưng lại rủi ro, tránh xa cờ bạc đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang,
có tiền nên giữ kín, đừng lộ ra ngoài kẻo bị kẻ xấu rình rập, không những mất tiền mà còn đe dọa tính mạng bản thân và gia đình. Cập nhật tử vi hàng ngày liên tục để có định hướng quản lý tài chính khôn ngoan hơn, tránh tiền mất tật mang, chi phí sinh hoạt trong tháng vẫn đều đều. Nhưng một vài khoản chi tiêu bất ngờ tăng mạnh như đám hiếu, đám hỉ, thăm nom người ốm, chữa trị bệnh tật, dù túi tiền đang trong trạng thái rủng rỉnh bạn cũng đừng chủ quan. Dù sao tiền cũng là vật chất hiện hữu, có rồi sẽ mất đi, nên học cách tích lũy để có thể chủ động trong mọi tình huống. Về sức khỏe, được Dậu Kim trường sinh, Hợi Thủy không mắc bệnh tật nghiêm trọng, hoặc người mới ốm cũng nhanh chóng phục hồi thể trạng. Tuy nhiên, tiết trời thu nóng chuyển lạnh thất thường, cần chú ý nghỉ ngơi, dưỡng sinh mùa thu sao cho hợp lý để giảm cảm giác uể oải. Trời thu hanh hao, cảnh vật tiêu điều, dễ gây ra cảm giác u uất, buồn bực trong người. Mệnh chủ chú ý tinh thần, cân bằng cảm xúc, đừng quá nóng giận hay buồn bực mà gây hại sức khỏe, nên chú trọng tới các hình thức vui chơi giải trí để nâng cao tinh thần, từ đó thúc đẩy sức khỏe ổn định. Về mặt ăn uống, giai đoạn này nên giảm cay tăng chua, tạng phế thuộc kim, thông với khí mùa thu, vị cay thông với phế, vị chua đi vào can, giảm cay để phế được bình hòa, tăng chua để di dưỡng tạng can, vậy nên những thực phẩm có độ cay nồng, nhiều ớt, tỏi nên hạn chế, thay vào đó bổ sung những thực phẩm có vị chua nhẹ rất tốt cho sức khỏe. Về chế độ luyện tập, chú ý tùy từng độ tuổi mà có sự lựa chọn hình thức phù hợp. Thanh niên có thể đi leo núi, bơi lội, tắm nước lạnh. Người cao tuổi thân thể hư nhược, có thể múa quyền, đi bộ, tập một số công pháp nhẹ nhàng, sao cho phù hợp với thể lực. Trong khi luyện tập cần chú ý sự biến đổi của thời tiết. Buổi sáng chỉ nên tập nhẹ nhàng, mồ hôi ra lâm dâm, tập quá mức khiến mồ hôi toát ra nhiều. Không nên cởi phanh áo quần để không bị hàn khí thâm nhập, gây ra chứng cảm mạo. Ngoài ra, trong tháng tuổi Hợi cần chú ý ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh, có thể gây tai nạn bất ngờ. Đi đứng thận trọng, tuân thủ nguyên tắc đã uống rượu bia là không lái xe, tránh xảy ra va quệt gây thương tích. Quý vị thân mến, cả cuộc đời này người mà bạn mắc nợ nhiều nhất và duy nhất chỉ có cha mẹ mà thôi, cho dù bạn giàu có hay nghèo đói, cho là người dân bình thường hay quan lại quyền quý, đều phải ghi nhớ đối xử thật tốt với cha mẹ mình. Người xưa có câu, bách thiện chi thủ hiếu vi tiên, điều thiện có rất nhiều, nhưng chữ hiếu phải đặt lên hàng đầu, bởi không gì sánh bằng chữ hiếu. Khi con ra đời, một tiếng cha gọi thật đơn giản, nhưng cha chính là người để con dựa dẫm cả đời. Một tiếng mẹ gọi thật dễ dàng, nhưng mẹ chính là người sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Cha mẹ là người cho ta sinh mạng, nuôi dạy ta trưởng thành, cha mẹ yêu thương ta vô điều kiện, còn thế giới ngoài kia phải có điều kiện thì mới yêu ta. Ở trong mắt cha mẹ ta giỏi giang cũng được, ta sa sút cũng không sao, vẫn cứ là tài sản quý giá trong tay cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất. Cha mẹ càng già đi, thời gian để ta ở bên cạnh cha mẹ ngày càng rút ngắn lại, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng đợi được. Ai cũng bận rộn ngày ngày kiếm tiền, giờ giờ giải quyết công việc, liệu có được mấy dịp trở về nhà ăn, cùng cha mẹ bữa cơm, nói vài câu chuyện với cha mẹ mà không vội vội vàng vàng. Gia đình như bến càng để con thuyền tránh gió, ngoảnh đầu lại vẫn chỉ có cha mẹ ở nơi quê nhà ngóng trông từng bước chân con cái trở về. Để trả món nợ sinh thành, người làm con tốt nhất vẫn là cố gắng sống tốt và hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, làm cha mẹ vui lòng không phải lúc nào cũng nghe theo ý cha mẹ răm rắp. Vì cha mẹ cũng là người, cũng có lúc đúng lúc sai, cái gọi là trả nợ, thực tế là tâm ý hướng tới của mình. Chứ không phải chỉ có vật chất, không có mục tiêu thì trả sao cho dứt, trả bao nhiêu mới hết và trả bao giờ thì xong. Cha mẹ già rồi, xin đừng để họ cô đơn, cha mẹ lớn tuổi rồi, xin hãy chăm sóc họ nhiều hơn, cha mẹ khổ cực nhiều rồi, xin hãy yêu thương họ thật nhiều. Thật ra tâm nguyện của cha mẹ rất đơn giản, không phải nhìn xem ta kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu năng lực ngoài xã hội để đem lại cuộc sống giàu sang đến đâu cho họ, mà cái cha mẹ cần chỉ là nếu có thể ta dành thêm thời gian về nhà, để cả gia đình được đoàn viên ăn cùng nhau bữa cơm nhà. Suốt cuộc đời này, ta mắc nợ cha mẹ quá nhiều, nhất định phải dốc lòng mà trả lại món nợ không bao giờ sòng phẳng ấy, có như vậy thì đời người mới coi như viên mãn. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những luận giải chi tiết tử vi tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch dành cho Tân Hợi. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe hết video ngày hôm nay, kính chúc quý vị có những giây phút trải nghiệm thú vị và hạnh phúc. Hãy đăng ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất trên kênh và có nhiều bài học quý giá cho bản thân và gia đình quý vị nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.